Mỹ Lợi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, phiên tòa lần thứ 20 vụ Lý Tống chống mũi văn hóa vận Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra hôm qua thứ Hai ngày 3 tháng 10 năm 2011. Phiên tòa đã vẫn tái diễn như cũ, tức là diễn ra rất ngắn, với thông báo ấn định phiên tòa kế tiếp vào cuối tháng này là ngày thứ Hai 31 tháng 10 năm 2011, lúc 8 giờ 30. Kết thúc phiên tòa, đồng hương đến tham dự phiên tòa tập trung ở khuôn viên tòa án để nghe chiến sĩ Lý Tống tường trình như sau. Ngoài cửa là cái phiên tòa cũng chỉ xảy ra trong vài phút thôi. Ông tòa là cho một cái cuộc hẹn khác là thứ Hai ngày 31 tháng 10, tức là cuối tháng này cũng 8 giờ 30. Thì vừa rồi tôi có liên lạc với luật sư thì tôi hỏi tất cả những cái evidence mà mình yêu cầu là có đủ chưa. Thì là ông bảo là cái mà camera video mà quay cái cảnh ở tại convention center thì có rồi, nhưng mà trong đó cái cảnh mà đồng bào đi ra là đi ra bình thường chứ không gọi là chạy rồi bịt mắt bịt mũi rồi la ó kiểu như cảnh sát nó diễn tả là bị xịt pepper spray đó, phải không? Tức là người ra bình thường. Và cái vấn đề đi ra này chắc là không những bình thường mà lúc sau khi mình xịt ra thì không có ai ra hết, người ta ngồi đến 15 phút sau lúc MC bảo là thôi bây giờ chúng ta tạm nghỉ 5 phút để thu vẹn giờ chuẩn bị phiên sau thì tự động ra thôi. Tức là cái cảnh mà trong convention center đi ra cửa là rất là bình thường. Hôm nay ăn thứ 6 này tôi sẽ cảm ơn, tôi sẽ xem để tôi truyền tải cho ông là cái đoạn nào là cảnh sát nó bẻ tay mình đau quá và mình bảo là do not use excessive force, đừng có dùng bạo lực quá đáng. Thì là sau khi tôi tuyên bố như vậy, thanh chàng này mới là đẩy cái đầu tôi mạnh vào trong tường, trúng ngay một cái thanh thép ngay ở cái góc cửa sổ, cho nên bị phun máu là vậy. Thì đại khái là bây giờ một lần nữa cảm ơn quý vị ở đây. Thì theo lời ông luật sư thì có thể là bắt đầu cái phiên tòa tới có thể có tôi thẩm tòa cái gì đó, thì ông là từng nói nhiều lần cũng khỏi, nhưng mà mình hy vọng nữa thì có thể khỏi như vậy. Thì cảm ơn quý vị và hẹn lại thứ Hai ngày 31 tháng 10 này. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Mỹ Lợi tường thuật từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị. Chắc là không những bình thường mà lúc sau khi mình xịt ra thì không có ai ra hết, người ta ngồi đến 15 phút sau lúc MC bảo là thôi bây giờ chúng ta tạm nghỉ 5 phút để thu vẹn giờ chuẩn bị phiên sau thì tự động ra thôi. Tức là cái cảnh mà trong convention center đi ra cửa là rất là bình thường. Hôm nay ăn thứ 6 này tôi sẽ cảm ông, tôi sẽ xem để tôi truyền tải cho ông là cái đoạn nào là cảnh sát nó bẻ tay mình đau quá và mình bảo là do not use excessive force, đừng có dùng bạo lực quá đáng. Thì là sau khi tôi tuyên bố như vậy, thanh chàng này mới là đẩy cái đầu tôi mạnh vào trong tường, trúng ngay một cái thanh thép ngay ở cái góc cửa sổ. Tôi đã có đủ chưa. Thì là ông bảo là cái mà camera video mà quay cái cảnh ở tại convention center thì có rồi, nhưng mà trong đó cái cảnh mà đồng bào đi ra là đi ra bình thường chứ không gọi là chạy rồi bịt mắt bịt mũi rồi la ó kiểu như cảnh sát nó diễn tả là bị xịt pepper spray đó, phải không? Tức là người ra bình thường. Và cái vấn đề đi ra này chắc là Mỹ Lợi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, phiên tòa lần thứ 20 vụ Lý Tống chống mũi văn hóa vận Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra hôm qua thứ Hai ngày 3 tháng 10 năm 2011. Phiên tòa đã vẫn tái diễn như cũ, tức là diễn ra rất ngắn, với thông báo ấn định phiên tòa kế tiếp vào cuối tháng này là ngày thứ Hai 31 tháng 10 năm 2011, lúc 8 giờ 30. Kết thúc phiên tòa, đồng hương đến tham dự phiên tòa tập trung ở khuôn viên tòa án để nghe chiến sĩ Lý Tống tường trình như sau. Ngoài cửa là cái phiên tòa cũng chỉ xảy ra trong vài phút thôi. Ông tòa là cho một cái cuộc hẹn khác là thứ Hai ngày 31 tháng 10, tức là cuối tháng này cũng 8 giờ 30. Thì vừa rồi tôi có liên lạc với luật sư thì tôi hỏi tất cả những cái evidence mà mình yêu cầu.